Làm sao để đăng ký thi IELTS? Đơn giản thôi, Mr. Bách sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký thi IELTS tại nhà, không cần phải đi đâu xa, rất dễ làm. Chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại là chúng ta có thể làm được. Bắt đầu nhé. Rồi thì hôm nay Mr. Bách sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký ở trang IDP ha các bạn. Thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần Google là IDP Việt Nam và vào cái trang chủ của người ta. Ok, thì đây là trang chủ. À thì khi các bạn vào, các bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin chi tiết về cái lệ phí thi vân vân, thì những cái này mình chưa cần để ý. Cái quan trọng là các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào cái chỗ đăng ký thi IELTS này. Thì khi các bạn bấm vào rồi thì các bạn sẽ được dẫn tới một cái trang này như thế này, cái giao diện như thế này là chuyên để mình đăng ký ha các bạn. Thì các bạn chọn quốc tịch của mình là Việt Nam và thành phố mình đang ở, thì như mình sẽ bắt là thành phố Hồ Chí Minh nè. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cái module. Module là gì? Module là cái hình thức thi, cái loại hình thi các bạn. Thì chúng ta có là academic và general training, thì đa số là chúng ta thi academic đúng không nào? Thì các bạn bấm vào chọn đó, và sau đó là người ta sẽ kêu mình chọn là thi trên máy computer hoặc là trên paper, thì trên giấy. Thì Mr. Bách khuyến khích các bạn là thi trên máy ha. Sẽ có nhiều ngày thi để mình chọn hơn. Thì các bạn bấm vào computer, nó sẽ hiện ra cái địa chỉ mà cái ngày kỳ thi đó sẽ diễn ra, và đồng thời người ta sẽ hiện ra cho mình đây những cái ngày, những cái ngày để mình chọn. Các bạn có thể chọn bất kỳ ngày nào trong đây, miễn là người ta cho phép, dù như hiện màu xanh lá là các bạn có thể chọn được cái ngày thi phù hợp với mình. Rồi thì khi bạn chọn một ngày thì người ta sẽ cho mình các thời gian thi có được. Các bạn chọn giờ nào cũng được, ví dụ như mình chọn buổi sáng đi chẳng hạn. Sau đó người ta sẽ xác nhận cho mình là ngày giờ và đồng thời là lệ phí thi. Thì sau đó chúng ta sẽ được dẫn đến một cái trang tiếp theo để mình chọn cái thời gian thi speaking. Tại vì cái thời gian này là thi ba kỹ năng là nghe, đọc và viết thôi. Chúng ta phải chọn thêm cái thời gian thi speaking nữa. Thì các bạn chọn thời gian thi speaking, các bạn xác nhận. Thì ở trang tiếp theo người ta sẽ yêu cầu mình là điền các thông tin cá nhân, ví dụ như là ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số chứng minh nhân dân, thì các bạn đầy đủ vào xác nhận. Sau khi xác nhận xong hết rồi thì người ta sẽ gửi cho các bạn một cái email xác nhận. Được chưa nào? Thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình là có hai hình thức thanh toán. Một là các bạn trực tiếp thanh toán tại cái văn phòng IDP. Hai là các bạn thanh toán qua chuyển khoản với thông tin như thế này. Thì các bạn có thể chọn hình thức thanh toán nào cũng được. Ví dụ như cá nhân Mr. Bách thì chọn là đi thanh toán trực tiếp tới văn phòng trả tiền trực tiếp luôn. Thì sau khi thanh toán xong thì các bạn sẽ được nhận một cái tờ giấy hoặc là một cái email xác nhận là các bạn đã hoàn tất việc đóng tiền, và người ta đã giữ chỗ cái vị trí thi cái ngày đó cho mình. Thì tới ngày thi các bạn mang theo đó là chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân mà các bạn dùng để đăng ký trong cái lúc mà mình đăng ký thi đó, cộng với lại cái tờ giấy này hoặc là cái email, ảnh chụp email. Và tới đó các bạn chỉ cần trình ra giấy tờ và mình bước vào phòng thi mà thôi. Đó là trình tự và cách thức các bạn đăng ký thi. Chúc tất cả các bạn có thể đăng ký thi thật là trôi chảy và thi thật tốt nha.